nãy chụp lên cái bóng quay nữa không ạ? Nãy chụp lên cái bóng quay à? Em đi từ từ ra ngoài chớ luôn. Rồi bán đang máy đang mở thử. Mày chụp với tao không mày? Ghê ghê. Vậy á? Phải á. Đây đây anh về bắt cá đây. Đó. Phải á. Cá bự á. Rồi nó ơi, nó ơi. Bụng mà đuôi nữa. Cá bự á. Đó đó đó. Chụp nè. Chụp nè, chụp nè. Đó. Rồi tới công chuyện rồi. Bò á. Bò. Tới công chuyện rồi nè. Ê con cá này ăn. Rồi ký qua coi nè. Rồi chưa? Để chưa? Má cái chỗ này chống bà cố luôn. Còn quá. Từ từ quăng cái đệ ơi. Để anh diễn một chút coi. Quá trời, quá trời. Mày không chưa. Đời đi câu ai cũng phải có một cái. Một mai lâu. Ăn cái này ăn. Mày cá lớn đéo mập lại hả? Đây cá hơn báo đây. Cá ăn. Quýnh phía cá ăn. Quá không chịu đập nước cho nó ra bò đó. Ghê không nổi. Diễn mà. Bắt lại đi ba ơi. Bò mà. Vô mà xíu gì. Đó trời sợ biên nào hột luôn ha. Ghê ha. Chết là nói gì tình cửa chết luôn. Có thật ăn mấy chú kỳ cục thì chứ đủ. Mấy chú lâu mấy chú lỡ thường bắt cá sấu. Chị kỹ ha. Đó, đâu 10 ký. Cá ta chụp đàng hoàng nha. Vô mày. Thấy chưa? Rất là gọn. Nó đều cá lên nó bờ nằm im ru luôn. Ghê thiệt, ghê thiệt. Cái hàng phát biểu ơi, phát biểu ơi. Không có gì. Ê cá ở dậy con ta kìa. Đủ. Đây, hai con trên bờ luôn mọi người. Làm đéo kịp thôi. Hai con trên bờ là không kịp luôn. Đại ơi, gắn bánh tráng bụi đại ơi. Công tác xuống mồi. Để vô chổng có gì cho anh lên hay là sẵn lát xe kia nó vô cái nó kẹt mình nha. Mọi người, nay Khoa sẽ đi lên Hòn Hải Đen nha, thử lửa để coi nó có lửa không. Tao mượn đéo cho hôm nay tao chuồn cho nó hết luôn.
mẹ tôi vô lóc trắng đó luôn. Rồi thì giờ anh em mình đã bốc số xong rồi mọi người. Đánh là ủa số mấy anh Hoàng? 80 à... à đủ quá. 82 83. 81 82 83 hả? Nãy ghi số 79 rồi đậu cờ. 79 là do lúc đầu nói đâu. À còn để cái ông chọn. Rồi vậy sai mọi người, đánh là số 81 82 83 nha. Hả? À. Thì sẽ ba cây. Thì hôm nay là anh Quang với anh Thiện sẽ quăng cần và bắt cá thì Khoa bắt thôi. Hy vọng hôm nay Khoa bắt cá không có bị sảy nha. Chứ chưa bắt cá sảy quá. Chứ này hy vọng nó sẽ không có bị sảy nữa. Hy vọng sẽ lên tay. Đủ má, bữa nay tao chù cho mày có cá tao có mày con. Chúng mày lồn, ông đủ mẹ chứ đủ nằm dưới kia. Cho chung dây ông bắt giùm mai đó. Hả? Để đưa vậy nè. Rồi đưa vô. Đưa vô cho cạnh cho con cái rồi đưa qua đây. Rồi ok, thành phẩm kết. Cái gì? 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 Cái gì?
ra 20.000 ký. Tao mà chạy mấy chú ơi. Tao phải nhiều nè. Rồi về nhà mình luôn. Cái gì mà đụ má nó ốm dữ vậy? Rồi. Ok. Quay lại. Không có nào bình lĩnh chân vậy. Rồi nè mấy em ăn sao nè. Sau lưng nó lên dưới nó là chết luôn đó. Đây cầu xa lấy cái quấn mạnh lắm tới sườn á, đứng bên hông á là nó không văng cỡ này văng cũng ở dưới không văng mình quấn yếu vậy dưới chơi hồi nhỏ không mà đâu đánh hồi lớn gì. Thằng nào ăn ở đây? Cây xanh được qua luôn à. Thôi, cũng luôn. Thôi, sao chắc vô giải quyết.
kéo đâu. Ủa mày tao cắt nho lẻ hả? Đẩy vụ gì vậy, thủ mẹ nho nhiều không cắt có gì đâu. Cảm ơn mãi nha, mãi nha. Cái gì nữa? Cháu mà trái vô ơi. Được, nói anh coi chừng cái chỗ đó. Mình rồi, rồi, vút luôn rồi, nó dính. Vút dây đi, vút hết luôn rồi. Nên buông luôn. Cậu ơi, vậy á? Cậu ơi, vậy á? Chạy vô luôn nè. Chạy vô.
Lụm để em ra con cái đó, chúc mừng rồi kìa. Mấy cái? À biết rồi, mới chúc mừng á. Thì hỏi là mấy cái? À biết. Mấy cái thiệt? Tại mới đọc, chúng diệu mới đọc không nghe trời. 10 cái à? 10 cái á. 10 cái. Get him set!
cái. Ừ chứ bà. À, mà đánh sớm vậy thì cũng lâu rồi mọi người. À, bắt cá nói chung là xài nắp. Cá nó được cái là bữa hôm nay hên cái là cái hồ này cá nó chịu ăn, nó chịu ăn cháo mọi người. Đó. Và bây giờ mình sẽ cập nhật cái tình hình cá cho anh em coi, để coi được bao nhiêu phiếu ha. Đây, vào 2 tiếng, tàu 3 tiếng đúng không? Tiếng thứ 3. Tiếng thứ 3. Đầu tiếng thứ 3. Đầu tiếng 3. 6. 8. 10. 11 con, bắt 3 cây bắt được 11 con rồi nha anh em. Rồi có cái là chưa có gì cá gì nhỏ nhỏ không? Ủa, tiếng thứ 4 rồi ông ơi. Thứ 4, 10 ký, 6 ký, 8 ký, 9 ký, 9 ký, 12 ký, mười mấy, 9 ký, trời ơi, 8, 9. Đậu ở đây. Ê, đậu mày đừng có quay mặt vô con. 6 ký rồi nè, à, cũng có cá nhỏ nha. Tài hoa dạ ba. Sao vậy á? Á đù. Kho bệnh ta trái cao trái mình ơi.
cá. Chết mẹ rồi, nó kho cây mình nữa rồi. Nó ăn con nào cũng được tư á. Con nào lên có thầy nó con nào đừng có đeo vô cái tóc. Rồi tới chuyện rồi. Ê, con miếng mèo lắm á nha. Vô tới trong rồi. Trong chưa tới á. Rồi bỏ xuống. Rồi chạy đây, tao chạy đây. Trong chưa tới kìa. Chạy nhà đây. Cái gì nữa? Cháy à. Sao khoái xuống dưới đây dữ vậy? Cái gì vậy? Cái dài dữ nha. Nói con chuyện đó. Sao vậy đó? Có. Dướng cây này luôn rồi, cây này dướng của ai rồi? Thôi qua đây, lộn qua đây. Cá nó qua mà đấu chết mẹ tao á. Cá cứu vợ mới đi hẳn vô mà nó qua cá rồi. Rồi nó rồi. Chưa quay. Chưa. Có anh xảy rồi mà anh la gì vậy? Chưa ơi, chưa. Con cá ở trong là dướng lại gặp Lan rồi. Nằm kế lên rồi. Chờ anh chờ. Tới công chuyện luôn rồi. Được 70 rồi đó. 70 quá chắc rồi. Thế 7.000 cây. 7.000 ký là được 7 chục. 7.000 ký á anh Quang. 3 chục, 4 chục. Bụng má mà tao chưa thấy mày tao còn nương á. Mẹ mà tao thấy rồi là khỏi nương nữa đâu. Thì sáng nhà con nó bự nhất á. Mày nãy tao có 12 ký rồi đó. Vô cái tiếng chó. Nó rồi. Cáo vậy á. So nhà ơi sao đóng không sợ. Cáo qua chạy á. Đó, trả cái lớn đó, trả nhiều quá. Trả cái lớn nha. Ông cứ cái đuôi nằm bò bên kia kìa. Ê, đừng giỡn nó nha bạn. Cũng được lắm á. Đâu rồi, chúng chơi cái ơi. Tám gì hết, không nghe lời, ổng giống. Cá qua phải nè đệ ơi. Cá đang làm cái tẩy lồi làm này 2238. Hỗ trợ cây này ơi. Hỗ trợ giùm bầu ơi. Rồi đừng có đập nè, cũng qua khỏi đập. Hai con nhặt lại á. Ép luôn đi, cá nhỏ ép luôn đi. Cá. Chạy, quá. Chạy. Cần lên cá mà không có chạy. 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 Chạy hoài đó chứ lên tại nó còn mạnh mà. Mẹ nó có ai vậy? Mẹ nó có ai vậy? Mẹ mà. Mẹ nó. Thôi bác thầy ơi. Trời ơi. Thôi bác thầy ơi. Thôi bác thầy ơi. Ve luôn, ve luôn. Ve luôn. Ve luôn.
má cá là đậu nhỏ rồi mấy chú, giỡn mấy chú. Chà, tự ra. Bắt hết nổi anh em ơi, mệt quá. Tê đau con cu quá. Rồi thì cái giờ câu hôm nay đã kết thúc rồi mọi người. Thì cái thành quả là bắt, nói chung là quá trời cá bắt, giờ không nhớ là bao nhiêu con nữa. Mà phải bắt hết nổi rồi, phát nó thôi mình nó cái tay à mọi người, nó sụi lơ luôn, cái háng nó bầm đen rồi. Rồi thì chuyến này nó cũng nói chung là được cái là cá ăn vô lỗ, cá ăn mà cái là lỗ cá nhỏ nhỏ thôi, không có bự, 11, 12, 13 kiếm có gì trơn luôn. Người ta lâu lâu người ta lên con, người ta có hàng, người ta có xôi, có chè. Mình nhớ lia lịa mà lỗ cá nhỏ quá chứ không có. Rồi, hy vọng là kỳ khác mình sẽ có vô cái lỗ may mắn hơn. Rồi vậy hết mấy người. Ngồi thì cá nó ăn rồi, nhưng mà quan trọng là cái lỗ nữa. Cái lỗ mình không có cá lớn thì mình chịu thôi. Đang chuẩn bị về gặp anh không cho coi cái này nè. Thằng nữa mà, tại tôi rảnh tối tôi ấy là tôi lấy cái clip mà tôi coi đây. Cái chứng bình phai các bạn không? Ôi chứng bình này sai rồi anh ơi, em chỉ hát anh rồi chết luôn. Hát hả? Em chỉ hát. Sai chữ. Thôi nhưng mà tôi thích anh á, thích. Dạ. Thì, muốn là tôi đi. Cậu đi về với anh chơi ha. Dạ ok anh. Cậu gặp ông anh vui tính đâu mọi người ơi. Mấy sáng một ba là mấy cái.